Annie là nữ sinh mới trong lớp toàn học sinh giàu. Họ thật sự rất giàu, kiểu như giàu không trong sạch. Cô ấy không quen như vậy. Chắc cô nàng sẽ gặp trở ngại đây. Bạn phải qua máy quét kim loại mới được vào. Nó ở đây để mọi người có thể khoe trang sức đắt tiền của họ. Nếu bạn không có, bạn bị bắn bằng tiền. Đến lượt học sinh mới. Annie, có gì đó nè. Là huy chương cô đạt được trong học tập. Trước giờ bọn mình chưa từng thấy cái gì như vậy cả. Annie cảm thấy lạc lõng trong lớp học mới. Ai trong lớp cũng đều có những móng tay tuyệt đẹp. Đều là những màu thời thượng nhất à nha. Còn Annie thì không có. Cả giáo viên cũng có bộ móng thật ngầu kìa. Annie nghĩ ra cách rồi nè. Lấy một đoạn dây, dùng bút lông để uốn thành chiếc nhẫn. Uốn cong bằng kìm nha. Gắn nó lên. Xong rồi. Bộ móng độc đáo thu hút sự chú ý của mọi người. Wow. Có vẻ họ rất ấn tượng rồi nha. Thầy giáo cũng kinh ngạc nữa. Kẹp giấy đâu hết rồi? Annie, em phải trả mọi thứ lại như cũ cho thầy. Annie đang tìm hiểu về trường học mới của mình. Cô ấy muốn tìm ra cách để hòa nhập và ghi chép những quan sát của mình lại. Mọi người trông như thế nào? Cả các hành động. Tất cả điều này đều mới mẻ với cô. Nhưng họ đều có điểm chung cả. Cảm xúc bộc lộ rõ nhất của họ chính là lười biếng. Về nhà, Annie cố tìm hiểu xem làm sao để hòa nhập. Cô nàng đã có cách đây. Có lẽ phải hy sinh cái gối này. Lấy tua rua, dùng súng bắn keo nóng, dán tua rua vào viền váy ngắn. Thêm sequin vào nha. Làm tương tự đến khi phủ kín chiếc váy. Xong rồi nè. Nhưng vì vài lý do, chiếc váy không gây ấn tượng với ai cả. Annie biết tại sao không nào. Nó thiếu thứ quan trọng nhất, là thẻ giá với hàng tá số 0. Nhìn xem đi, đỡ hơn rồi nè. Ở đây quần áo không có nhãn giá là vô nghĩa nha. Giờ chiếc áo blazer mà Nick thích đã bị vứt bỏ vĩnh viễn. Annie nghĩ rằng cô cần vệ sĩ riêng. Đúng vậy, đó cũng là vấn đề ở đây mà. Cô nghĩ ra ý gì đó rồi nè. Ba của Annie đang làm việc. Ông ấy đeo kính râm thật ngầu. Ông đã không mặc bộ lễ phục này kể từ đám cưới của mình. Có lẽ vẫn vừa ha. Ba là vệ sĩ tốt nhất đấy. Ba đã nhập vai và quan sát xung quanh. Thì ra vệ sĩ được trả tiền. Nhưng mà Annie không có tiền. Nhưng bạn cùng lớp của cô có mà. Cuối cùng bà kiếm được kha khá tiền đây. Và Annie còn có phụ cấp nữa nè. Bạn không được nghe điện thoại trong giờ học. Điện thoại lỗi thời rồi. Nó làm ảnh hưởng tới tiếng tăm của em đấy. Annie nhận được iPhone cũ, vẫn còn hoạt động. Rất dễ để nâng cấp nó lên. Dùng lông giả cắt thành đôi tay, gấp lại với mặt lông hướng vào trong nha. May dọc theo mép.
lộn ra. Cắt một mảnh vào ốp điện thoại. Gắn camera giả. Dán keo xung quanh nha. Và đính kim cương giả lên nữa. Dán vải lông lên. Gắn tay và đuôi vào nữa nha. Ốp điện thoại tay thỏ đã xong rồi đây. Giờ Annie đã có iPhone 12 nè. Ồ, cô bạn nổi tiếng đã mời Annie đến dự tiệc sinh nhật. Tuyệt quá đi. Nè, đừng mạnh tay quá. Ủa? Không ai để ý cả. Trong trường có người bị mất chó cưng. Tên là Tiền. Anh chàng nhỏ bé này là ai vậy? Là Tiền này. Annie, cậu tính làm gì vậy? Đây là chủ của chú chó. Đúng vậy, anh ấy đang tìm tiền. Nhưng không phải loại tiền này mà. Tiền của anh ấy là vô giá. Annie luôn muốn có đôi giày thời thượng. Cô ước được tặng vào dịp sinh nhật và không thể chờ đợi thêm nữa. Nhưng ba đã tặng cho cô bút dạ. Nếu như... Oh yeah! Lấy giày thể thao màu trắng. Dùng bút lông đen vẽ đường sọc trên đế và hai bên nha. Thêm nhãn. Dùng bút dạ hồng vẽ viền. Và bút dạ vàng nữa nha. Annie có giày thể thao siêu thời thượng rồi. Ước mơ thật sự thành hiện thực. Chỉ cần chăm chỉ chút là được thôi mà. Những bạn cùng lớp giàu có của Annie có studio trang điểm, cùng chuyên gia trang điểm riêng. Annie không mua được những thứ đó, cô phải tự làm hết. Không có gì khó cả. Vẫn không được. Cái muỗng nè. Kẻ mắt dễ dàng. Sữa chua rất tốt cho da của cô. Tuyệt quá. Thú cưng mới của Annie đã thử chiếc váy của cô ấy. À, dễ thương quá. Nếu như đặt khuôn giấy lên vải, cắt dọc theo mép, may hai bên nha. Thêm giải dán. Đã xong chiếc áo dành riêng cho chó cưng rồi nè. Chúng ta đi tiệc thôi nào. Bảo vệ bữa tiệc khá nghi ngờ về cuốn sách dạy cách làm giàu này. Sao cậu không tôn trọng tác giả hả? Cậu có thể vào. Chơi vui nha. Bữa tiệc đang diễn ra rất sôi nổi. Chủ nhân tiệc sinh nhật nhận được rất nhiều tiền. Và iPhone vàng khổng lồ. Phiên bản giới hạn đây. Cùng chụp ảnh thôi nào. Annie thật sự rất hòa nhập. Nhưng chó cưng của cô gây ra một chút chuyện, khiến giày của Annie bị bẩn rồi. Yay, bị phát hiện rồi kìa. Chủ của chú chó nhận ra chó cưng của mình. Annie gặp rắc rối lớn rồi đây. Nhưng nó không phải thảm họa. Các bạn mới đang cố an ủi cô. Annie à, dù sao họ vẫn thích cậu mà. Hãy là chính mình đi nha.
Bạn thích câu chuyện của Annie không nào? Bình luận bên dưới và cho chúng mình biết bạn sẽ biến đồ vật bình thường trở nên đắt đỏ thế nào nha. Đừng quên like và hãy subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào từ kênh Trum Trum Trick nha.